Và Vọng xin được kính chào tất cả các bác. Nhắc tới những chiếc đồng hồ côn cổ thì các bác phải nhắc tới những chiếc đồng hồ của người Pháp. Đối với các bác sưu tầm nhiều thì thương hiệu Odo là một thương hiệu được các bác ưa chuộng rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng các bác đã bỏ quên hoặc là các bác nên sử dụng những chiếc đồng hồ của các thương hiệu khác. Như đây này, em đang giới thiệu đây là hai mẫu đồng hồ thùng bè số nổi của người Pháp. Một chiếc thuộc thương hiệu đồng hồ cổ FFR, còn một chiếc nó sẽ thuộc thương hiệu đồng hồ cổ Jura. Đây là hai thương hiệu nổi tiếng của đất nước Pháp. Và nếu các bác để ý kỹ thì hai thương hiệu này luôn luôn cho các bác cái vẻ đẹp ngoại hình và cho các bác những cái bộ mặt số nổi rất là đẹp, mà trong cái tầm giá cực kỳ là dễ để các bác trưng bày trong không gian nhà của mình. Đây là một chiếc FFR chơi được hai bản nhạc các bác nhé. Còn đây là một chiếc Jura chơi được một bản nhạc 808 búa cả hai chiếc. Em sẽ đi từng chiếc một. Đầu tiên em sẽ đi giới thiệu cho các bác, đó là một chiếc đồng hồ Jura. Jura theo em tìm hiểu thì được tên thương hiệu này được đặt tên theo một vùng đất của đất nước Pháp, và vùng đất này chuyên sản xuất những cỗ máy thời gian xưa. Và đây là một chiếc thùng em rất là ưng ý vì nó một mẫu thiết kế thùng vân nu đối xứng có chi tiết chùm quả, đó là chùm nho, một biểu tượng rất là ý nghĩa của người phương Tây. Đây là kích thước của chùm nho các bác nhé, khá là lớn, nó lớn bằng một găng tay của em, đối xứng hai bên cánh thùng để làm nổi bật nên vẻ đẹp của cái bộ mặt số nổi chân cài ở bên trong. Và đây là những cái chi tiết vân gỗ được ghép đối xứng nhau rất là hài hòa. Bên trên cũng thế các bác này, thùng có thể nói gần như là ít vết xước xác trong quá trình mà người chủ cũ người ta sử dụng. Và đây là một cái phần kính không thể nịch đi đâu, đúng không ạ? Đặc trưng của thương hiệu Jura, kết hợp với một quả nắc rất là đẹp ở bên trong. Em sẽ soi chậm một chút về cái ngoại hình của chiếc đồng hồ Jura để các bác cùng em được ngắm sơ qua một chút cái vẻ đẹp tổng thể để các bác có thể là lựa chọn chiếc Jura hoặc là lựa chọn chiếc FFR. Còn đối với cá nhân em thì các bác nên chọn cả hai chiếc. Rất là hài hòa đúng không các bác? Nó mang một vẻ đẹp sang trọng và tao nhã. Bây giờ em sẽ đi ở bên trong vẻ đẹp của chiếc đồng hồ bên trong nhé. Đây là hai cái khuyên để khóa cánh cửa trên và dưới, còn đầy đủ hết các bác ạ. Đây là bên trong nhé. Các bác sẽ thấy này, bên trong cái lớp gỗ nó xuống đều màu nhau đúng không ạ? Phần nẹp kính còn đầy đủ này. Đây là cái phần bản nề các bác nhé, phần bản nề trên và phần bản nề dưới. Quay trở lại trung tâm, vẫn là một cái bộ mặt số nổi, các bác hay gọi đây là bộ mặt số nổi chrome, số chân cài và đi kèm một bộ kim rất là đẹp và đặc trưng của thương hiệu Jura. Ở đây chúng em đang có là cái tên của người chủ cũ sở hữu này, ba cái nỗ vành khuyên cót còn đầy đủ. Nếu các bác để ý kỹ ra thì các bác sẽ thấy ba cái nỗ vành khuyên cót này rất là đẹp đúng không ạ? Và có thể nói là người chủ cũ người ta sử dụng rất là kỹ tính, vì trong quá trình sử dụng khi các bác cho cái tay lên cót này vào trong cái phần để lên cót đồng hồ thì thường các bác sẽ treo đồng hồ rất là cao. Nhưng đây người ta đã sử dụng rất là kỹ và các bác sẽ thấy là rất là ít cái vết xước xác trong quá trình chủ cũ lên cót đúng không ạ? Nó góp phần giữ được cái vẻ đẹp nguyên bản của chiếc đồng hồ rất là đẹp. Kết hợp với quả nắc thì không thể chê được rồi, một quả nắc mạ chrome. Các bác có thể thấy khung cảnh ở bên đằng sau của đồng hồ Vang Vọng đúng không ạ? Đối với Vang Vọng thì các bác sẽ được tặng kèm, đó là một nọ dầu này, thước cân bằng này, và đây là cái thẻ mã số của chiếc đồng hồ để bảo hành cho các bác 3 năm nhá. Còn đây là một tay cót zin đặc trưng của thương hiệu Jura. Mỗi thương hiệu sẽ có một kiểu dáng tay cót khác nhau các bác nhá. Bên trên thì em sẽ có một củ gông, thì đây là củ gông đặc trưng của thương hiệu Jura đúng không ạ? Hình dáng này, các bác nào mà để ý kỹ thì các bác sẽ nhận ra ngay. 8 gông thép các bác nhá. Đây là 8 gông thép đây, thẳng hàng nhau và rất là đẹp. Có thể nói là Jura là một thương hiệu cho các bác những cái bộ gông khác nhau rất là nhiều, như gông thép tiếng khác hẳn này và gông đồng tiếng khác hẳn. Ở đây thì em sẽ có thêm, đó là hai cái cần gạt ở bên dưới nhá. Nó sẽ phụ trách trong quá trình mà các bác muốn khóa chuông, khóa nhạc ở bên nào, hoặc là các bác khóa cả hai thì các bác gạt cần cho em nhá. Tất nhiên rồi, thanh bắt chống máy còn này. Và đây là cái bộ máy vách đồng của thương hiệu Jura, một bộ máy vách đồng nguyên bản nguyên zin để các bác sưu tầm và thỏa mãn cái đam mê của mình. Bây giờ em sẽ thử qua một chút về âm thanh của chiếc đồng hồ Jura này để các bác cùng em được thưởng âm.
Các bác có cảm thấy độ trong của chiếc đồng hồ Jula rất là cao đúng không ạ? Độ trong rất là sâu và cái độ ngân vàng thì không thể thiếu đâu. Một chiếc đồng hồ vừa đẹp về hình thức vừa đẹp về âm thanh thì thực sự trong cái thời điểm hiện tại thì các bác nên sưu tầm. Vì những chiếc như thế này để mà kiếm được thì khá là khó đấy ạ. Và phải đẹp các bác nhé. Đây là một chiếc Jula em sẽ giao lưu với các bác với cái tầm giá đó là 16,5. Bây giờ em sẽ chuyển qua một chiếc đồng hồ của thương hiệu FFL. Đối với thương hiệu FFL thì các bác cũng đã biết rồi đúng không ạ? Là một thương hiệu sở hữu được một chiếc đồng hồ có tới 4 bản nhạc. Và đây là một chiếc đồng hồ chơi được 2 bản nhạc, khá là tuyệt vời đúng không ạ? Những bác nào mà thích âm thanh đổi theo tuần, tuần này chúng ta nghe bản West, tuần sau chúng ta sẽ nghe một bản khác, thì đây là một chiếc phù hợp để các bác sở hữu. Các bác hay gọi đây là một chiếc đồng hồ FFL thùng bè cánh bướm. Ở đây em sẽ có chi tiết đó là chùm nho, vẫn là một biểu tượng chùm nho đúng không ạ? Đối xứng hai bên cánh thùng. Một cái phần mặt số nổi đen của thương hiệu FFL. Và đây các bác hay gọi là một bộ kim mắt ngỗng. Chắc chắn rất là nhiều bác thích cái bộ kim này đúng không ạ? Phần kính cong mo tạo độ sâu cho bộ mặt số ở bên trong. Ở đây em sẽ có thêm đó là một chiếc tay cầm bằng đồng các bác nhé. Đặc trưng đúng không ạ? Nhìn cái là các bác biết luôn đây là tay cầm của thương hiệu FFL đúng không ạ? Một phần kính dưới cách điệu kết hợp với quả nắc mạng chrome ở bên trong rất là hợp lý đúng không ạ? Nó giúp cho chiếc đồng hồ chúng ta nó thêm phần đặc sắc. Đặc biệt là những cái sớ vân được thiết kế đối xứng rất là hài hòa. Hai bên cánh các bác nhìn thấy tương đồng nhau chưa? Và đây cũng là một chiếc em sưu tầm ở trong cái tình trạng tuyệt vời. Nếu các bác để ý kỹ thì nó gần như là ít cái vết xước xác trong quá trình vận chuyển. Em cũng quay chậm một chút tỉ mỉ từng góc cạnh một của chiếc đồng hồ FFL này để các bác được nhìn sơ qua một chút nhé. Một mẫu thiết kế rất là mềm mại đúng không ạ? Bây giờ em sẽ đi vào bên trong chiếc đồng hồ. Đây là bên trong của chiếc đồng hồ FFL các bác nhé. Phần nẹp kính rất là chắc chắn đây đúng không ạ? Và đây là một chiếc được cố định khá là chắc chắn các bác nhìn này. Phần bản nề 3 ốc các bác nhé. 3 ốc. Ở bên trong chúng ta sẽ có cái gì đây? Phần này là cái phần khóa gông của chiếc đồng hồ FFL này. Ốc chống tường này các bác này. Và cái bộ phụ kiện mà bên Vang Vọng tặng kèm các bác. Một chiếc tay cót zin của thương hiệu FFL. Đặc trưng đúng không các bác? Chúng ta sẽ cài ở bên hông này nhá. Ở đây em sẽ còn nguyên cả hai cái đầu dây khóa chuông, một bên khóa nhạc, một bên khóa giờ, để các bác sẽ kéo sang hai bên hông thùng này. Tương tự, tùy từng đời, tùy từng thương hiệu, chúng ta sẽ có những cái cách để khóa chuông khác nhau các bác nhá. Trung tâm của chúng ta vẫn là một cái bộ mặt số nổi đen trên nền vàng. Và khi các bác nhìn vào cái bộ mặt số thì các bác sẽ theo dõi thời gian rất là chuẩn. Và cái bộ số nó làm nền cực kỳ là tốt. Cái bộ kim mắt ngỗng này đẹp đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có thông số đó là made in fancy ở bên dưới góc 6 giờ này. Ở đây chiếc Vernet này cũng được người chủ cũ sử dụng khá là kỹ tính các bác ạ. Đây, giống hệt như chiếc Jula em vừa giới thiệu. Bên xung quanh viền nỗ cót gần như là ít cái vết xước xác trong quá trình lên cót đúng không ạ? Bên dưới đây sẽ là một cái cần chuyển bài các bác nhé. Chiếc này chơi hai bản nhạc mà. Em sẽ thử bản quét trước cho các bác để các bác được thưởng âm. Lên bên trên một chút nhé. Một củ gông thép. Ở đây em sẽ có cái bộ gông này là cái bộ gông 7 thép 1 đồng. 1 đồng bên điểm giờ để giúp cho cái âm thanh bên điểm giờ nó sẽ được trầm hơn một chút. Còn bên điểm nhạc sẽ cần độ trong thanh đúng không ạ? Từng nốt nhạc cũng phải rõ nét. Thì chúng ta sẽ dùng gông thép. Thanh bắt chống máy còn này. Và bên trong củ gông các bác nhìn kỹ chứ không? Thì chúng ta sẽ có thêm đó là cái tên logo thương hiệu FFL ở bên trong. Và một cái bộ máy vách hoa nguyên bản nguyên zin đã lau dầu căn chỉnh để các bác sở hữu và sưu tầm thỏa mãn cái đam mê. Bây giờ em cũng thử luôn âm thanh của hai bản nhạc trên chiếc đồng hồ FFL này để các bác được thưởng âm.
Âm thanh của hai bản nhạc rất là hay đúng không các bác? Em vừa thử bản đầu tiên là bản web, còn bản thứ hai là bản nhạc thứ hai của chiếc đồng hồ của thương hiệu FFL. Và các bác cảm nhận thế nào về âm thanh của chiếc đồng hồ FFL em vừa thử chuông? Độ trong rất là cao đúng không ạ? Và chiếc đồng hồ FFL này em sẽ giao lưu với các bác với cái tầm giá đó là 17 triệu. Đây đều là hai chiếc đồng hồ đẹp đến từ hai thương hiệu nổi tiếng của đất nước Pháp. Mỗi chiếc nó sẽ mang một cái nét đẹp, nét thiết kế đặc trưng của từng thương hiệu đúng không các bác? Mỗi bác có một cái mắt nhìn hoặc là một cái cảm nhận khác nhau về từng thương hiệu. Còn đối với em thì đây là hai thương hiệu nổi tiếng, sở hữu những cái thiết kế ngoại hình rất là đẹp mà cái tầm giá dễ để các bác sưu tầm. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.